Nào, chúng ta sẽ tiếp tục về mấy cái game Mario của chúng ta. Ở trong cái phần này thì tôi đã thêm vào hai cái animation animator cho cái Mario lớn và Mario hoa. Để tiết kiệm thời gian thì các bạn đỡ phải mất thời gian ngồi xem từng làm các thao tác mà nó lặp đi lặp lại rất là mất thời gian, đúng không? Tôi đã thêm mới cho các bạn ở đây rồi. Phần thứ hai là tôi download về một vài cái tôi sẽ download về một cái một vài cái file âm thanh. Đây, ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta vào truy cập vào trang này, truy cập vào trang web này, chúng ta thấy có rất nhiều các cái âm thanh của cái game Super Mario Bros. Chúng ta có thể tải nó về đây, chúng ta có thể nghe thử tiếng tiếng đồng xu này, tiếng súng tiếng Mario bắn này. Đấy, các bạn thích thì các bạn có thể tải về. Bây giờ ta chỉ nhấn vào đây. Đó, là nó sẽ tải về cho chúng ta. Tôi vừa đã tải về để mình bấm này. Dán vào đây. Rồi, bây giờ và cái điều thứ nhì là chúng ta lấy thêm cái phông này nhá, phông này dành cho game của chúng ta này. Đây, cái phông này này. Flashstars. Tải nó về. Nhưng mà download phần mini tải. Phông này nó nằm ở trong bộ phông của Google. Đó là hai cái công việc chúng ta làm tiếp tục phải làm hôm nay. Bây giờ ta sẽ đưa vào trong cái resource này một cái thư mục. Đó là thư mục audio. Vì là cái này nó liên quan đến âm thanh bản quyền cho nên là tôi sẽ chỉ lấy một vài âm thanh thôi. Giờ đường YouTube người ta lại đánh vào bản quyền rất việc lắm. Tôi kéo các cái âm thanh vào trong cái thư mục audio này. Tôi chỉ đưa 1 đến 2 cái âm thanh vào đây để làm ví dụ thôi, chứ không dám đưa nhiều lắm đâu. Tôi cũng chưa biết được rằng là YouTube người ta sẽ cấm những cái thứ nhạc nào ta đưa lên. Tiếp theo là ta thêm một cái thư mục nữa, thư mục phông vào trong resource này. Đưa phông chữ ta vào đây. Bây giờ thì mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Ta sẽ cùng nhau viết tiếp mà lệnh cho Mario. Bây giờ ta sẽ làm gì vậy nhỉ? Bây giờ ta sẽ viết thêm câu lệnh gì vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho Mario này lớn lên. Chúng ta sẽ làm cho Mario này lớn lên đã nhé. Mở script. Bây giờ trong này ta nhân tiện ta xài luôn cái file script này đi, viết luôn câu lệnh cho
Mario đi. Rồi những thứ khác chúng ta sẽ giải quyết sau. Rồi bây giờ sau khi chương trình chúng ta unload lên rồi thì chúng ta cần phải thêm một cái biến, thêm một vài biến vào đây. Thứ nhất là hiển thị cấp độ và độ lớn của Mario. public để tí ta sẽ thử, ta sẽ thử cái độ lớn của Mario xem thế nào, đúng không? Để ta test public nha. Thì một cái tốc độ, bằng không. Mặc định thì chúng ta không public thì nó cũng bằng không thôi, người ta cứ cho nó vào để đấy cho nó thói quen, vì đây là thói quen thôi. Cái thứ nhì là public, biến bull nữa, thay đổi biến hình đi, thay đổi hình, biến hình mặc định ra bằng phone. Cái này thì bạn có thể đặt tên như nào, bạn cứ hiểu rằng là nó biến từ bé lên lớn khi nó ăn nấm, và biến từ ăn nấm sang biến từ ăn nấm sang ăn hoa để có thể là bán được, đúng không? Đặt tên là biến hình đi, cấp độ. Rồi những thứ này chúng ta sẽ sử dụng sau. Bây giờ ta sẽ làm cái hoạt họa cho nó. Thay đổi độ lớn của Mario. Trước tiên là ta phải có là khi mà nó ăn nấm, nó ăn nấm thì nó lớn lên, đúng không? Trễ thời gian biến flat, biến thời gian là cái gì vừa mình nói xong, độ trễ đi, thì độ trễ bằng 0.f. đó. Tiếp theo là ta sẽ gọi ba thằng này. Đấy, gọi ba thằng này. Để gọi được ba thằng này thì các bạn xem là chúng ta nhìn ở đây này, ở phần này nó có cái way này, đấy, độ lớn này, độ to này. Way là bằng 1 thì thằng Mario nhỏ này nó hoạt động, hai cái thằng này nó đều bằng 0, hai thằng này đều bằng 0. Nếu như mà cái thằng này mà ta cho nó bằng 1 thì thằng này nó sẽ trở thành là cái Mario đỏ to. Đó, nó thành thằng Mario đỏ to này. Hoặc là nếu thằng này bằng 1 thì thằng này nó sẽ trở thành là Mario vừa ăn nấm xong. Đây.
chạy nhảy của nó xem thế nào. Chiu chiu chiu, ok, chạy chạy chạy, đi đi, chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh. Ơ có chạy nhanh không nhỉ? Sẽ viết cho nó được cái way này, chúng ta sẽ viết ở đây. Được cái way đấy, ta sẽ viết ở đây. Ta sẽ lấy cái elimination này, elimiter này. Elimiter đôi nào hoạt họa đúng không? Hoạt họa chấm layer away, layer đâu, layer away, mở hoạt họa get layer, get này index, bằng index của nó bằng cái tên của chúng ta đấy, cái tên trong limiter này. Mario nhỏ, Mario lớn và Manhattan hoa đúng không? Mario nhỏ. Phải. Còn không. Copy luôn. Mario lớn. Và lớn nhỏ. Mario nhỏ lớn ăn hoa. Giờ vì nó ăn nấm, ăn nấm cho nên là ta sẽ chuyển nó từ trạng thái Mario nhỏ lên Mario ăn nấm. Và ta sẽ giả lại cái giá trị cho cái hàm này, i5 double r, tôi viết nhầm rồi, là raptor. Giả lại cho nó và return ạ, return bar hàm nó cũng phải return, không return thì nó báo lỗi. Đó. Không return nó sẽ báo lỗi, vừa rồi ta không return thì nó báo đỏ như thế này. Đó. Không return nó báo đỏ, ta phải return thì nó mới được. Return lại cái gì? Return lại cái độ trễ này này. New it for second. Độ trễ. Độ trễ đâu ta? Chính phải. Ta sẽ phải muốn là nó nhấp nháy lên cơ. Ta sẽ copy luôn cả cái đoạn này. Nhấp nháy 6 lần và cuối cùng lần cuối cùng lần thứ 7 nó sẽ là cái cũ.
trở lại. À, các bạn thấy rằng cái hàm này rất là hay đấy, ngon. Nó sẽ tạo cho chúng ta được thêm một cái thuộc tính hoạt hình ở trong game của chúng ta mà chúng ta không cần phải sử dụng đến animator, đúng không? Tí nữa nhấp nháy nữa, tí nữa chúng ta giải quyết nha. Tiếp theo là Mario ăn hoa. Mario ăn hoa thì là ngược lại một tí. Thường nó ăn nấm xong nó mới ăn được hoa. Xanh. Cái tiếp theo là khi mà Mario bị nó đang to và bị cắn thành bé, ta lại làm tiếp cho nó nhấp nháy. Bị cắn nhấp nháy bằng cái này đi. Cái thằng này thì ta phải bỏ thằng này đi. Copy cái thằng này xuống dưới cùng. Rồi, này thay vào đây. Mario thu nhỏ. Rồi, Mario nhỏ lại. Đầu tiên nó đang là to, còn nó nhỏ, to, nhỏ, to, nhỏ. Đầu tiên nó là nhỏ. Nhỏ, to, nhỏ, to. Nhỏ, to, nhỏ. Được. Nào, ok. Xếp vào. Bây giờ thì để làm gì để gọi được cái lũ trẻ con này? Thì ta sẽ trở lại với cả cái phần update này đi. Lúc này nếu như mà biến hình chu thì cái thằng này nó sẽ thay đổi. Giờ thì biến hình chú thì bắt đầu nó thay đổi bằng cách là ta sẽ kiểm tra cái cấp độ này, đúng không? Dùng sweep rồi, dùng sweep cấp độ cái default là không có gì xảy ra. Cách không thì nó sẽ khi nó bằng không thì nó sẽ gọi thằng này Mario thu nhỏ, đúng không? Nó sẽ start
Thứ hai là biến hình bằng form, là tắt cái biến hình. Tiếp theo nữa là không thì nó báo lỗi. Cách tiếp một thì ta lại gọi Mario unknown. Cái này còn một vấn đề nữa. Đúng rồi, cấp độ là thu nhỏ rồi đúng không? Cấp độ là không rồi đúng không? Không cần phải trả về cái cấp độ nữa. Biến hình chưa chấm phẩy. Biến hình bằng form. Tiếp theo nữa là cái Mario ăn hoa. Còn thằng này cũng vậy, phải cho cái biến hình bằng phone luôn. Biết đâu nó lỗi. Biến bằng phone. Sợ rằng biết đâu nó lỗi. Lúc nào đó mình nhầm một cái thao tác nào đó thì nó còn quay trở lại về bằng phone như chúng ta. Thế bây giờ ta sẽ quay trở lại đây. Chạy thử. Đến Mario chạy thử. Chiu. Đây là đang bé. Bây giờ giả sử nó ăn được một cây nấm, nó lên cấp độ 1. Và cái biến hình này nó là chu, gọi là to lên. Đấy, các bạn thấy không? To rồi đấy. Rồi. Thế bây giờ nếu mà nó ăn được hoa thì nó sẽ trở thành đẹp dai hơn đúng không? Rất là đỏ, anh vừa ấy uống rượu xong mặt rất đỏ. Ok. Thế nếu mà anh ấy là không may lại bị ăn phải nấm độc thì anh lại bé đi. Đó. Bé đi mà. Cấp độ không. Đó, cấp độ không. Anh lại bé đi. Ok không ạ? Ok rồi. Thế là bây giờ là chúng ta đã viết gần như là đầy đủ về anh bạn Mario này rồi. Đó, chỉ còn một bước nữa là bước anh ấy rơi xuống anh chết thôi. Đó, chỉ còn một bước anh ấy chết thôi. Nhưng mà chúng ta chưa muốn là Mario chúng ta chết sớm thế. Hãy bình tĩnh. Bây giờ ta sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ để cho anh này anh ấy hút vào cái dấu hỏi chấm hoặc là hút vào cái viên gạch này thì nó sẽ tòi ra đồng xu hay là nấm hay là thêm một mạng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp eo này là cái lệnh. Quên mất, vừa rồi chúng ta đã kéo vào đây các file âm thanh rồi đúng không nhỉ? Bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn cách gán cái âm thanh này vào trong Mario này nhé. Trước tiên ta nhấn vào anh bạn Mario của chúng ta, nhấn vào anh bạn Mario của chúng ta
ở bên này ta ép cho nó một cái sao audio, sao audio xuống nhá, audio xuống, và ta sẽ cho nó một cái audio xuống. Nếu chúng ta muốn âm thanh nó kêu luôn thì chúng ta phải cầm cái này ta kéo vào trong này nhá, ta cầm cái này kéo vào đây. Ok, nhưng mà hiện tại thì chúng ta không nên kéo, bởi vì là mỗi một cái thao tác, một động tác của Mario thì nó lại mang một cái âm thanh khác. Giả sử như là khi ta nhảy chẳng hạn, ở đây, đây có giọng này. Đấy, khi ta nhảy chẳng hạn thì âm thanh nó sẽ phải là âm thanh nhảy này. Rồi, khi mà Mario ăn nấm, đúng không nhỉ? Khi Mario ăn nấm thì nó sẽ phải kêu. Đấy, khi mà Mario bị cắn thì nó sẽ phải giảm. À không phải. Đấy, nó sẽ phải bị giảm xuống, nó tăng lên, nó giảm xuống. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ thêm âm thanh vào cho nó nhé. Vừa rồi ta đã gán cho Mario một cái audio sound rồi, đúng không? Thế bây giờ để mà làm cho âm thanh của chúng ta nó kêu theo theo thời gian thật, ra làm như nào? Nhấn vào script của chúng ta. Thế tôi sẽ thêm tiếp vào đây một một cái đối tượng âm thanh, đúng không? Private audio. Đây là âm thanh. Đó. Để sử dụng được cái âm thanh này, ta cũng giống như các cái này, ta phải khởi tạo nó. Âm thanh bằng get component audio source. Rồi. Ok. Đấy, khi mà ta gán cho nó rồi thì ta sẽ thoải mái giải quyết các cái âm thanh của Mario. Thứ nhất là chúng ta như là trong Unity, trong cái game mà lần trước tôi đã nói là chúng ta muốn thêm âm thanh vào trong một cái động tác nào đó thì ta phải có một cái suộc ở đây, nghĩa là nó phải có một cái nguồn âm thanh vào. Hôm nay thì chúng ta sẽ không cần sử dụng cái nguồn âm thanh ở trên này nữa. Nếu mà các bạn ấy thì có thể là vào kênh của tôi xem lại ở cái bài hướng dẫn và cái game xếp hình nhé. Chúng ta có cái phần hướng dẫn đưa cái âm thanh vào trong các cái biến này nhá. Các bạn có thể là vào trong cái kênh của tôi và xem lại. Thế còn ở đây thì hôm nay chúng ta sẽ gọi nó ở trong cái resource này, gọi nó ở trong đây. Ta không sử dụng đến bất kỳ một cái nguồn âm thanh nào ở cái ta kéo vào đây nào. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ thêm âm thanh vào bằng một cái động tác là play on shot, đúng không? Tạo một cái thủ
ta sẽ lấy cái audio sound ra, audio sound ra âm thanh chấm chơi này, lại on shop chơi một lần. Ta sẽ lấy cái thằng resort này, resort, lấy một cái resort đã vào trong cái sao, xin lỗi, vào trong cái audio và lấy tên của chúng nó. Đấy là cái đường dẫn. Trong đâu, nốt ở đâu, nốt ở trong audio, trong audio tên file, tôi sẽ lấy tên file dặm rồi nhá, đổi đời tên đi. Trong audio, audio cộng với là cái tên phải thay phải xả lỗi này, còn lại unsort rồi ok. Cái này nó không hiểu, nó không hiểu đây là cái gì, đây là âm thanh audio. Mà mình biết đây nó là file âm thanh audio clip. Mày biết đây là file audio clip. Các bạn chú ý nhé, viết mà nhầm thì nó sẽ đỏ hoe lên. Rồi, thế bây giờ để gọi cái âm thanh này. Tại sao tôi để ở đây nó là public để sau này ta sẽ gọi nó ở trong các cái file file script khác. Nhảy lên nhảy lên phải qua âm thanh. Tôi sẽ gọi nó là cái gì. Tạo âm thanh tên file nó là má yo nhảy. Rồi Mario nhảy, cái tên nó đây này, tên nó Mario nhảy. Đấy là ví dụ thôi, ví dụ một cái âm thanh thôi, nếu không thì nhiều âm thanh quá nó cũng rất gỡ. Bạn gì ơi, chạy đi bạn gì ơi. Đó, âm thanh đã nhảy đúng không? Rồi, âm thanh của chúng ta đã kêu. Các bạn có thể là sử dụng cái âm thanh này ở trong nhiều cái chỗ khác. Giả sử tôi thêm vào đây một hai cái âm thanh nữa nha. Đây là nhỏ đi mà nhỏ đi. Nên để chế độ tiếng Việt nó gõ nhiều nó cũng bị lỗi. Đây nào. Mario lớn lên. Mario lớn lên. Rồi, Mario nhỏ đi, Mario lớn lên.
Bây giờ ta có thể thêm luôn nó vào đây trong cái phần. Xem nhé. Bây giờ tôi sẽ không làm âm thanh nữa đâu nhé. Từ lúc này tôi sẽ không làm tiếp âm thanh nữa đâu. Bỏ qua phần âm thanh đi nhá. Bây giờ ta sẽ làm tiếp cho bây giờ tạm nghỉ một chút. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ một chút.